Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang phải đối mặt với đợt hạn hán và xâm nhập mặn trong vòng 100 năm qua. Tình trạng thiếu nước được dự báo sẽ còn diễn biến hết sức khó khăn trong thời gian tới. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia đã đề cập đến mưa nhân tạo để giải hạn như đã từng thực hiện ở miền Bắc vào năm 1959. Tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC14. Là người đứng đầu nhóm nghiên cứu đề tài gây mưa nhân tạo ở Việt Nam từ năm 2005, Phó giáo sư Vũ Thành Ca vẫn còn rất đau đáu khi dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Mặc dù đã có nhiều sự hỗ trợ từ các quốc gia phát triển, song những kết quả trong báo cáo tiền khả thi của dự án chưa khẳng định được hiệu quả của việc tạo ra mưa. Cùng với nhà khoa học Mỹ phân tích xem xét rất kỹ các luận cứ khoa học thì chúng tôi cũng không dám khẳng định là mưa nhân tạo là có thực sự hiệu quả để mà tăng lượng mưa với cái kinh phí bỏ ra, tức là xứng đáng có giá trị kinh tế đấy. Còn có thể tạo mưa được, chắc chắn một điều là mưa nhân tạo thì có thể tạo mưa được, nhưng lượng mưa đó có thực sự có giá trị kinh tế hay chưa thì chúng tôi không dám nói. Phó giáo sư Vũ Thành Ca cũng khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể gây mưa nhân tạo theo cách mà các quốc gia trên thế giới đã làm, là tác động vào các đám mây. Khi xác định được vùng hạn hán, ví dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long, máy bay được sử dụng bay qua những đám mây và phun khí nitơ lỏng, muối ăn, carbonic lỏng. Điều này giúp các hạt ẩm trong các đám mây tích tụ lại, khi đủ nặng sẽ tạo thành mưa và rơi xuống. Tuy nhiên việc này lại chỉ thực hiện được ở tầng mây thấp từ 500 đến 2.000 mét và phải đủ dày. Nhưng vào mùa khô ở nước ta, điều kiện này không dễ để thực hiện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Ngữ, một trong những người trực tiếp tham gia dự án tạo mưa nhân tạo vào năm 1959 cũng cho rằng Việt Nam chưa hội tụ đủ yếu tố kỹ thuật và con người để triển khai. Nếu chúng ta không dự báo sẵn sàng được, không dự báo được chính xác cái gió nó thổi như thế nào thì có khi mưa lại không ở Việt Nam mà lại sang Lào, sang Campuchia cơ, chẳng hạn thế, là vì mây lại bay sang bên đấy. Thế cho nên là phải dự báo thật tốt. Đấy, dự báo về khả năng phát triển của mây, tình hình mây quan trắc như nào và cuối cùng là gió như nào, hoạt động như nào thì chúng ta mới biết được là mưa ở đâu mới có hiệu quả. Đấy, phải đúng cái nơi mà cần thiết. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà suốt cả thời gian hạn này trời cứ trong xanh, không có mây thì cũng không làm mưa nhân tạo được. Kích hoạt cho nó để tăng cường quá trình đối lưu và do vậy tăng cường cái khả năng huy động cái lượng ẩm trong khí quyển để tạo ra mưa. Thì cái phương pháp đó ấy, thì chúng tôi thấy là phương pháp duy nhất để mà có thể là mưa nhân tạo để tạo ra cái lượng mưa kinh tế. Tuy vậy thì những cái đám mây đó chỉ được hình thành vào đầu mùa mưa, cuối mùa mưa, tức là cái thời gian mà có thể tác động rất ngắn, và hơn nữa là phải nghiên cứu rất kỹ đám mây để đảm bảo rằng là ta tác động vào đúng thời điểm, bởi vì nếu tác động vào không đúng thời điểm thì có khi lượng mưa còn giảm đi chứ chắc đã tăng lên. Theo thống kê, đến nay hàng chục quốc gia đã thành công trong việc gây mưa nhân tạo. Mỹ đã thành công lần đầu tiên vào năm 1946 bằng cách đưa một lượng nhỏ carbon dioxide vào các đám mây. Thái Lan thậm chí thành lập cả một cơ quan chỉ đạo với hàng chục máy bay tiến hành tạo mưa nhân tạo cả trăm lần để chống hạn. Còn tại Việt Nam, đã hơn một thập kỷ trôi qua từ những dự án khởi xướng đầu tiên, mưa nhân tạo vẫn là câu chuyện xa vời. Ở đồng bằng sông Cửu Long những ngày này, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải chịu thua tự nhiên.